Thưa quý vị, thực hiện nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Đến nay thì tất cả 161 xã trong tỉnh Long An đều được bố trí 5 cán bộ công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã. Khắc phục những khó khăn ban đầu, thời gian qua, lực lượng công an xã chính quy trên địa bàn toàn tỉnh đổi mới phương pháp làm việc theo phương châm, công an tìm đến dân, gần dân, hiểu dân. Lúc dân cần, lúc dân khó có công an chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương về bảo đảm an ninh trật tự được nâng cao tình hình an ninh trật tự tại các xã đều có chuyển biến tích cực tình hình tội phạm vi phạm pháp luật về trật tự xã hội giảm rõ rệt chính bản thân tôi là trưởng ấp hồi mà về công an chính quy chưa về ở dưới ấp mà làm cũng không xong mà nói cũng không được luôn cũng nhờ đảng nhà nước là quan tâm là, là chủ trương là rất là đúng đắn bà con nhân dân đều quan tâm đồng tình ủng hộ Tính đến đầu năm nay, Công an Long An đã điều động gần 350 đồng chí sĩ quan, hạ sĩ quan, công an nhân dân về trám nhiệm các chức danh công an xã. Đây là một trong những chủ trương độc phá nhằm xây dựng củng cố kiện toàn lực lượng công an nhân dân, hoạt động hiệu lực hiệu quả cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn đặt ra tại cơ sở.